Hey, welcome all mọi người đến với kênh giải trí Number Film TV. Lại là Hào đây. Và hôm nay thì Hào không có tấm biết gì review hết. Và Hào đã có một cái gợi ý, nói chung là một gợi ý cho bên kho của Number Film, rằng đó là họ hãy đưa ra những cái chai nước hoa mà đang bán chạy nhất trong tháng vừa qua ở các cửa hàng Number Film. Và Hào muốn lóng lòng xem thử là cái mọi người đang có một cái xu hướng nào đó hay không, đang sử dụng những mùi hương nào đang là thịnh hành nhất nha. Nên vô công chuyện thôi. Và cái túi ngay đây sẽ là những cái chai nước hoa mà được bán chạy nhất ở Number Film trong tháng vừa qua. Let's go. Thật ra cái những cái chai mà bán chạy nhất của năm bộ phim thì luôn vẫn là những cái gương mặt rất là quen thuộc, giống như là Versace Eros này, hoặc là Dior Sauvage, hoặc là Blue Chanel. Những chai nào nó quen thuộc quá thì họ sẽ pass qua, họ sẽ lựa những cái chai mà nó gần kề với cái vị trí quán quân nhất. Đầu tiên mình sẽ có đó là Jimmy Choo I Want You Forever. Lần trước Hào có review và sau đó Hào có thử lại cái mùi hương của em này. Họ mới sẽ thấy mùi ngọt luôn á. I Want You bản gốc Hào nghĩ nó sẽ rất là phù hợp cho mùa hè và mùa xuân. Còn với tới em này thì Hào cảm giác có phần tối màu hơn một xíu, cho nên cái mùi hương nó sẽ có phần kiểu như mọi người sẽ cho rằng nó là quyến rũ á. Nhưng mà nếu mà để sử dụng vào mùa hè, đặc biệt vào tháng 4 và tháng 5 vừa rồi á, thì Hào thấy nó hơi bị gắt nha. Nói về cái độ mới lạ thì Hào thấy nó không thực sự quá mới lạ. Chỉ còn một shot thôi mà ngồi đằng kia anh camera của Hào cũng nghe mùi được luôn á, cho nên cho tỏ em này tỏ mùi rất là mạnh. Rồi cho lại biết sếp gì vậy? Versace Bright Crystal, phiên bản Eau de Toilette của nhà Versace ha. Đúng nghĩa là bút nhân luôn á. Và Hào đã biết tới danh tiếng của nó từ cái thời lâu lắm rồi, cách đây cũng khoảng mười mấy năm á. Và hiện tại mẹ Hào đang xài đến cái chai gọi là có thể là thứ tư nha. Chai thứ tư trong bộ sưu tập luôn. Luôn luôn phải luôn luôn có cái chai này trong bộ sưu tập. Bởi vì mùi hương tươi trẻ nhưng mà nó không bị quá bánh bèo, mà em nó vẫn là cái mùi hoa này, trái cây và rất là dễ dùng và đặc biệt là rất là mát. Nhiều người thì nói là độ bám tỏ của em nó không tốt cho lắm. Cá nhân Hào thấy thì nó ở mức trung bình, không quá tệ và cũng không quá tốt. Cái chất thì chai này có tên là Issey ở Drop DC All The Parfum phiên bản All Fresh. Hào nhớ là có hai phiên bản nha, một phiên bản màu trắng và đây là một phiên bản màu xanh. Một phiên bản này thì Hào thấy nó sẽ phù hợp với các bạn thích mùi hương unisex nè, những cái mùi nó tươi mát, nó aqua, nó có mùi nước, bởi vì mùi hương rất là mát, rất là tươi và độ tỏa mùi cũng rất là tốt nữa. Còn riêng về cái độ lưu mùi thì Hào thấy là mức trung bình, tạm ổn. Đây Signorina của nhà Salvatore Ferragamo. Em này từ trước tới giờ Hào có, mẹ Hào cũng có xài qua cái chai này luôn. Hào nghĩ rằng mẹ Hào thích cái chai này là bởi vì nó là ngọt của hương hoa, nhẹ nhàng, nữ tính, tinh tế và không bị quá mấy mèo kiểu yếu đuối đâu. Nhưng mà tuy nhiên từ trước tới giờ Hào cũng nghe nhiều người rất là than phiền về cái vụ đó là bám tỏ của chai Signorina. Và cá nhân riêng mẹ Hào xài rồi thì mẹ Hào cũng có nói là em này nó nhẹ thiệt, cái mùi hương của em này rất là thơm và nó rất là nịnh mũi nữa, cho nên là mẹ Hào cũng đâu không có khe lắm. Còn vài chai, ba chai là Cosmo đen hả? Lacoste màu đen. Từ trước tới giờ nó thú thật là hồi trước giờ Hào không có để ý nhiều đến cái dòng khác của Lacoste ngoài cái chai Lacoste White. Lacoste White là quá nổi tiếng luôn rồi, Hào không cần phải review nữa. Mùi floral nè. Lần cuối cùng mà Hào gửi cái em này á thì Hào nhớ rằng đó là mùi hương em này nó không có mùi sô cô la cho lắm. Kiểu một cái mùi nó rất là mỏng nước, rất là juicy á. Nhưng mà thật sự sô cô la thì Hào không thấy sô cô la nha. Cái cảm giác của cái mùi mỏng nước đen này Hào nghĩ chắc là nó dưa hấu. Và mùa hè thì em này Hào nghĩ dùng ok nè. Rất là tốt để mà thay thế được Lacoste White. Nhà Lacoste Hào thấy được bám tỏ tạm ổn chứ không thật sự là quá xuất sắc. Nhưng mà đôi lúc á, những cái ngày nắng nóng á, thực sự dạo gần đây là nó nắng thiệt. Và Hào thấy thời tiết của Sài Gòn rất là oi, rất là khó chịu. Nếu một cái mức đó là Hào chỉ cần tắm ra một xíu là Hào người Hào đổ mồ hôi rồi. Thì những cái mùi hương như thế này thì Hào nghĩ nó cũng vừa đủ để cho mọi người cảm giác đem lại một cái cảm giác là tươi mát và refreshing. Chứ là không cần phải quá ố diệt. Tiếp theo mình sẽ có một chai khác là Juicy Umo. Trước giờ không có ấn tượng gì mấy đối với mùi hương của em này. Không biết tại sao. Mùi cũng ổn, aromatic, woody, fresh, spicy và mùi leather. Em này ra mắt vào 1983. Wow, có mặt từ rất là lâu luôn mọi người. Cái vibe như thế này nó sẽ giống như những cái chai như là Raps Club, những cái chai mùi hương mà mọi người đi vào những cái bar low key nhẹ nhàng, mọi người mặc lên những cái bộ suit. Chỉ còn một cái lớp hương nhẹ của em này, một chút mùi floral nhẹ nhẹ nè, có phần tươi mát của aromatic thì nó vẫn thể hiện đủ để mọi người thể hiện được cái sự nam tính và lịch lãm. Thì họ thấy em này khá là ổn á. Ấy, chai cuối cùng rồi. Chai cuối cùng bán chạy của nam bộ phim trong tháng vừa qua sẽ là Gucci Guilty Pour On All The Parfum. Đối với riêng của gu của Hào á, đó là từ trước tới giờ mọi người cũng biết là Hào rất là chê cái dòng Gucci Guilty của nhà Gucci. Bởi vì Hào thấy nó đối với Gucci Guilty thật sự Hào không biết và miêu tả mùi hương này như thế nào, nó cứ bị chung chung làm sao á. Nhưng mà Hào phải công nhận đó là có một cái vibe Hào thấy nó sẽ là điểm nổi trội nhất của chai này. Nó chính là mùi fresh, nịnh mũi và có phần hơi metallic một tí, đó là mùi kim loại. Hào nghĩ là đối với những người mà không sử dụng nước hoa hay là chưa quen với mùi nước hoa thì ngửi mùi này cũng sẽ thích thôi. Nhưng mà riêng gu của Hào thì Hào thấy nó hơi bị basic quá, nó khá là đơn giản. Nên đối với em này thì Hào sẽ không đánh giá quá
cao. Ok, và đây là 7 chai nước hoa được bán chạy nhất ở tại các cửa hàng của Namofilm trong tháng vừa qua ha. Nói chung trong 7 chai này thì có hai option Hào sẽ thấy cũng chưa thật sự là thuyết phục cho lắm. Đầu tiên đó chính là em Jimmy Choo I Want You Forever. Còn lại em Gucci Beauty á, thì mùi ninh muối, nhưng mà Hào không thấy thật nhiều có gì đâu quá xúc chúng, mà nó khá là bình thường. Còn lại những chai Drop TC Fresh nè, hoặc là Juicy D là một option đây khá là mới mà Hào khá là ấn tượng. Hào sẽ có trải nghiệm thêm với cái em này và có thể Hào sẽ review em này trong tương lai nha. Ngoài ra có một những option Hào rất là thích như là Lacoste Noir nè, Versace Bright Crystal thì mọi người cũng thử biết rồi ha. Và riêng cái em mà mùi ngọt mà Hào thấy ưng ý nhất trong mùa hè đó chính là Signorina Salvatore Ferragamo. Và mọi người những ai quan tâm đến những sản phẩm này thì Hào sẽ để một đường link bên dưới phần description nha. Và mọi người hãy đừng quên like và subscribe đến kênh giải trí Namofilm TV để được đón xem những video lần sau. Và đây là Gaga, hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye mọi người.